đi. Trời ơi, tôi đang vậy trời. Cứu tôi với, cứu tôi. Chị Nê, chị Nê. Cậu khốn vậy? Hồi em mới gì mà căng thẳng quá vậy? Chị Nê chết rồi. Trời đất ơi, ở ngoài ăn hiếp tôi chưa đã hay sao mà vô trong mơ ăn hiếp tôi vậy? Không phải, chị hồi nãy em mua cho Boomerang trong cái nhà luôn nè. Các tự nhiên ở đâu đi vô, chị Nê đi vô. Boomerang nó quăng phát đứt nửa người luôn. Trời, em coi phim hành động nhiều quá rồi em bị nhiễm rồi á. Cái gì mà đứt nửa người? Không mà em nghĩ nó cố tình quăng chúng chị á. Ừ thì đúng rồi, bình thường chơi game nó ăn hiếp vậy không à, nên ở ngoài sao thì mơ nó vậy đó. Không có, bình thường chơi game em hay bọc lót cho hai chị lắm á, mà do hai chị không để ý đó thôi. Vậy luôn, vậy vô game thử đi chứ chị chưa có tin em lắm đâu nè. Ờ, bình thường nó ăn hiếp hai chị em mình nhiều mà. Mà chị thấy á, hả, chơi game chưa bóp tim là may rồi, chứ ở đó mà đòi gánh tim. Sáng giờ em muốn nôn chơi game đợi hai chị mà lâu quá trời em ngủ gật mơ ác mộng luôn á. Trời, game gì mà nôn dữ vậy? À, sáng nay giới thiệu hai chị với các bạn ở đây cùng biết luôn nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của NSHOP, kênh chuyên về game và hobby. Và hôm nay, để chứng minh mức độ ga lăng gánh tim của Phụng khi chơi game cùng các bạn nữ thì chúng ta sẽ bắt đầu với tựa game mới đó chính là... Ủa? Sao chị Miễu không nói hết tên game luôn đi? Ủa chị biết game gì đâu, em rủ hai chị chơi mà. Em quên. Đó chính là tựa game Boomerang Full. Yay! Vô game thôi. Rồi, giờ hai chị sẵn sàng chiến chưa? Ok, vô. Giờ mình chọn nhân vật này nha. Chọn xong nhớ, okay. Nhớ là nhân vật của team mình nha. Chị em chọn em. Em chọn hậu sưởng ha. Chứ bơ. Rồi, thôi cho team đi, em nói em gánh team mà. Ừ. Màu xanh. Không nói gì. Vô. Ừ, có máu. Từ từ nghe, cái này từ bấm nha, chuẩn bị hướng dẫn chơi nè, đó. Hướng dẫn nhảy rồi các chị. Vô. Ghê. Chúng nữ chơi đừng có để rớt xuống nước nha, rớt xuống nước là chết. À, chém nè. À, phải chém cho mấy cái. Ui, nó chém cho ra ngoài. Ủa, mấy đứa. Ủa, đi còn hộp sữa thôi kìa. Cố lên. Chạy đi con sữa thôi kìa. Em chạy qua cứu nè. Cái này cứu được nè. Cứu được. Ví dụ chị chết á là chạy qua đó, nó đang vòng tròn á chạy. Mà, nhưng mà nó chưa kịp cứu là nó ngã mất tay rồi. Không, cái này lại, thôi. Chờ nhìn nè, chờ chị nhìn nè. Rồi rồi, vô nha. Đây, chứ bơi. Mày con. Yeah. Ê. Rồi luôn. Rồi. Ừ không nó chết. Yeah. Xong mình thắng rồi. Ồ, nhanh vậy. Ai chơi ghê vậy? Không, con kia nó tự chết mà nó bị dập vô giữa đúng không? Ừ, nó bị đá đè. Đó, chơi cái đó đôi người luôn. Ê! Em bị chết rồi. Cứu chị. Ủa? Thua rồi. Đó, giờ mà nó gánh em gánh em cái kiểu gì vậy Phụng? Cái này map này em không quen. Vô đừng có rớt nước nha, rớt nước là mỗi màn là một map. Ổn chứ. Đem cứu chị. Cứu sao? Vậy. Sắp được rồi kìa. Em đang cứu nó đẩy em ra chị coi có không? Chết rồi. Sao em chết hoài vậy? Gánh tim. Rồi xong. Rồi còn ai không? Đó, hết rồi. Chết rồi. Sao chết hoài vậy ta? Ủa mình thắng rồi mà. Mình thắng nãy mà. Ý là cũng chơi dở á. Không có đâu. Nãy giờ thử thôi. Ừ, nó không có quay. Ví dụ mà chị lọt. Lọt hố thì làm sao cứu? Lọt hố chết luôn rồi. Lọt hố là chết luôn. Em không bị lọt luôn. Em ngẫm rồi. Chết rồi. Không sao. Team gì mà đoàn kết ghê chết, cứ chết hết. Rồi rồi nè. Sao? Giờ chơi phải có chiến thuật đàng hoàng. Có má mới kìa, chiến thuật gì? Rồi em ăn cái này trước, chiến thuật của em ăn cái này đã. À, em ăn gì vậy? Em mới ăn gì vậy? Cái của em là skill, sách. Oh. Cái này chơi cái này có sách nha. Oh. Sách là skill, đóng băng nè, để em đóng băng. Em mà cứu chị kìa em. Đâu chị đâu? Cứu chị kìa. Ý. Thắng rồi. Thắng rồi. Phụng làm hết. Tôi giết hai con đó ông. Phụng làm gì? Cái skill nó qua tới được đây luôn. Ý gì đó chị làm gì vậy? Chị làm cuốn sách. Phụng nãy giờ nó chỉ lo skill thôi à. Rồi, một chú. Ê, cứu. Ai có lửa vậy? Ủa mà team nó cũng chết rồi. Ủa hồi nãy ai có lửa vậy? Chị làm được cuốn sách đó chị chưa kịp nhìn nữa. Có lửa kìa. Chị có lửa kìa. Ờ, em chưa lượm được gì. Nè chuẩn bị mình đi vô đây nè, qua đây nè. Ê có cái này. Ê có cái cổng dịch chuyển nè. Ủa mình đâu rồi? Nãy em vừa ra đó. Ôi. Sao con kia nó bắn hết ra cả đống bom răng luôn kìa. Ủa, giá nó lượm xanh á. Hay quá ta. Không sao mình vẫn thắng.
thắng đâu, mình chết mà không? Ý là mình vẫn nhưng mà nó. mà mình đang 4 nó 3 rồi, nó thét nút mình rồi. Ôi chơi chơi chơi. Ai bơm ra mày? Ê có băng liền, có băng mà làm chậm nó lại nè. Ủa. Thắng luôn. Để đi. Cũng sắc thì nó sắc 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 ăn sắc ăn sắc. Mọi người chiếm nó đi. Mình chiếm đi, chiếm đi, chiếm đi, chiếm đi. Chung team mọi người, mình đừng giành nhau quá mọi người. Chiếm đi, chiếm đi. Rồi thắng. Nó chém em rồi kìa. Còn con cái ớt kìa. Ủa là không có cà rốt. Cà rốt. Em nói em gánh mà không tin. Chịu luôn á. Rồi vô nha, vô nha. Mọi người tránh ra nè, tránh ra nè. Tránh ra, đó. Vô, vô, vô. Thấy quanh nha, tránh nha. Ủa, vô kìa bán cuốn sách nữa. Chém văn hồn ra ngoài. Khoan, khoan, cứu, khoan, cứu. Ờ, dí nó đi rồi cứu. Chị nói cho hay quá tay ơi. Nó lùm em. Đúng là chị của em. Trò này chưa núp lùm được nè. Ủa em dí, 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 dí nó đi. Em kêu mới nè. Em có ê mới. Còn ai? Còn một, còn một. Còn chị mới nhái rồi. Em ơi kìa, chứ em ơi, chứ được biến hình rồi kìa. Biến đi chị, biến đi. Em đứng im nó luôn đi. Để em dụ đó, để em dụ đó. Nó lại em bút nó. Chị trên này quá. Ai luôn. Để em vô đó, để em vô đó. Ê, đó đó uống đó. Ơi, hay luôn, hay luôn, hay luôn. Để em vô đó, để em vô đó. Rồi, bằng mình luôn. À, không. Giờ, giờ mới là tới lượt em chỗ tài nè. Mấy cái map nào có nước nước á, em không chơi được. Thôi, thôi đi. Em mạng hỏa kỹ nước hay gì? Em sẽ bị gian. Đó, đó, đó. Đó, gheo, 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 bụng nấp. Ê, lộn. Đứa nào quăng cái chợ đó vậy? Xong, xong. Ê, sao tụi mình quý nhau vậy? Chém nó, chém nó, chém con cà rốt, chém con cà rốt đi chị. Từ từ đừng có con nhỏ. Cái bông mày đăng nó chưa có không, gì vậy. Không, cứu em đi, không có chạy qua cứu em. Không được, đó đó. Không thì chạy qua cứu em là được rồi. Em cứ làm chị rối đâu rồi. Rồi giờ nè. Em đừng chỉ huy nữa nha. Giờ để em. Không có để em nữa, không. Tin em. Không có để em nữa. Em bé mẹo núp lùm đi, bé mẹo được biến hình mà. Bé mẹo núp lùm núp đi. Em ăn skill, em ăn skill có đẻ. Em núp. Ở đây không có ai chơi, đem. Trời ơi, nó dí em, nó dí em. Từ. Sao cái bùm mây răng này nó không có. Ý là cái sao cái đội này nó mạnh quá vậy? Không, cái bùm mây răng của em nó có. Rồi, sao? Trời ơi, vậy mà nãy nói gánh tim hay lắm. Này là thua rồi kìa. Nào là bọc, là lót, đồ. Chị thấy thôi, em bọc mình đi ngủ đi là được. Có, em có bọc lót thiệt á, mà hai chị cũng thấy đó chứ. Bọc lót thôi, thôi, thì thôi. Thì thôi, vậy cho mình chuyển qua cái mốt khác mình chơi. Mạnh ai để chơi. Ừ. Hay nãy chơi đi. Có cái mốt khác á, vô thử thôi, vô. Rồi, giờ vô chơi battle với nhau nha. Ok, vẫn là chế bơ. Cái chế độ này là dành boomerang. Thì mình giữ có cái boomerang màu vàng á. Mình lấy được cái đó, xong mình giữ. Mình giữ tầm nè để vô luôn nha. Đây đó đó, cái boomerang vàng đó. Này đúng không? Này đúng không? Này đúng không? Đó mình lấy, mình giữ cho nó chạy hết cái vòng tròn đó thì sẽ là mình thắng. Ok. Đấy, okay. Chém gì mẹ, chém gì mẹ nó được. Phải dành boomerang. Ê. Đâu rồi. Ghê. Chị được hồi sinh nè, chị được hồi sinh nè. Chị này chơi ghê vậy. Ôi ơi. Rồi. Có cái vụ đó nữa. Nghe ngược. Rồi xong luôn, có tiền. Chạy là thường đó, như vậy là thắng đó. Giờ nãy giờ này cho chị Mỹ chưa biết chơi nên là em nhường một chút thôi để cho chị nè. Để trời, chị có cái dương miệng rồi, dễ thương không? Chị có cái dương miệng à? Đúng rồi, hay ghê ha. Ai em quên đi, ai là có cái vương miệng chị đi xem cây của các bạn đi, giữ lớp gì chị đi, chạy lẹ quá, chị đi chạy lẹ quá. Ơi chạy đó, bụng nè. mất được một người tranh giành với mình. Chạy quá, em nói rồi nãy với em nhường thôi. Thôi trời ơi, chị chưa dạng lắm. Cái nào kìa mấy đứa. Ủa xem em không có vương miệng ra. Ủa em đâu rồi, sát em xin lỗi chị đi, chơi này em xin mời con cơ hội. Ôi nguy hiểm quá. Hay yeah. Chị đi chạy hả? Chị đi chạy đâu? Đi chạy đâu? Chị chạy đâu? Dí bà. Bỏ phải chạy nè. Bỏ hay được. Bỏ phải được đấy. Bye. Trời ơi. Bye. Kìa em lo. Yeah. Ủa hình như này là chị
chị giữ được bao nhiêu thì em tới là em giữ tiếp được. Đúng, đúng rồi, không? Đúng rồi, đúng rồi. Ủa vậy hả? Đúng rồi. Ừ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Là công sức bỏ ra cũng như không á. Có gì đâu mà. Không chơi vậy. Cái này gọi là cao thủ không bằng tranh thủ á. Ừ. Sao rồi? Bye bye, bye bye. Đâu? Bye bye. Không chưa kịp nhìn vô miệng đâu luôn á. Hello. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ơi, bé này. Cái này hắc nẹo quá. Cứ thông 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 hắc nẹo quá. Trái này mới hay nè. Mình đang dẫn đầu nha mọi người. Ôi chết rồi. Cái này rớt nước nữa. À không không không, không. Em biết chị làm cái gì cho đây không? Ôi giời ơi, không giỡn, không giỡn. Chạy chiếm bẻ đi chị, chiếm bẻ đi chị, em chiếm đồ á. Ôi ôi ôi, còn xíu nữa. Yeah. Trời, chị thấy ghê. Ủa, sao chị thấy không có chấm nào hết vậy? Đúng rồi nha. Tôi ăn hết rồi nha. Cầm một. Ui, ui. Ui nè, đó, em giúp chị đây nè. Chị đây lấy. Cho chị đi, cho chị đi. Trời ơi, không có xin. Đâu rồi? Ê Phụng, em chị một tim đi Phụng. Em giết qua bơ đi Phụng. Đâu rồi? Ê, chơi gì kỳ vậy? Đâu rồi? Chị không được. Với lại bẻ đây con cái khiên chiếm là hai lần mới được. Nãy em không có mấy cái mát mà nước em không té xuống hả, này em thắng chắc rồi. Thôi em cũng thua rồi. Ờ à, sao hả, chị thấy game này chơi sao? Vui ha. Đúng rồi, chị thích nhất là cách tạo hình của nhân vật luôn á. Đúng rồi, là hình như là cái trái này trái kia nè, rồi xong quýt thật xong khói nè, em thấy dễ thương quá trời luôn. Ờ chị thấy tuy là game hả chém giết nhau vậy nha, nhưng mà không hề bạo lực tí nào mà rất là vui nhộn nữa. Nhờ sự vui nhộn này nè, mình có thể chơi được nhiều người, chơi với gia đình, cuối tuần của bạn bè qua chơi là bao hài luôn á. Đúng rồi, nên là hồi sáng á em có mơ chém gì nè, em có mơ chém gì nè. Rồi, giờ tôi biết sáng ông mơ thấy cái gì rồi, mơ luyện chém tôi trong giấc mơ luôn ha. Giờ xử Phụng xa đây Mỹ, chém cho thùng lại đi chị. Thôi. Nếu các bạn thấy thích video này không thì chị nói cho, hãy like, share và subscribe channel của Nờ Shop để cập nhật những thông tin và sản phẩm mới nhất nha. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nha. Tạm biệt. Đó giờ bạn khó khi nha. Đâu rồi cái mông ngang rồi. Đây. Ôi. Chạy đó chết nghe. Chạy lẹ cho chị lẹ. Vô. Đâu rồi, chị đâu rồi? Em đâu rồi? Không, em bay ra ngoài. Chị thắng. Oh yeah. Chị chạy đâu mà chị chạy nhanh vậy? Bá lụm được cái skin. Bá lụm được cái skin cho bà. Chạy mất chắc. Rồi, không cho chạy nghe. Ôi. Rồi, chiếm đi. Có phải chị đâu? Chị nhìn đây đi. Đang lạc mày. Ủa, đang đánh lạc hướng rồi. Chạy. Xong chiếm được nó. Yeah. Bờ giết con bờ á. Bờ ra ngoài rồi. Không. Sao vậy ta? Trời ơi, chơi giỏi ghê đó. Nãy giờ mà đang mới được có một cái à. 36 kế chuồng là thượng sách đó nghe không? Ê. Nhảy hồi lò. Bye bye mọi người. Bye bye. Phụng, còn chần chờ gì nữa em? Con bị nó quay chết. Hello. Yeah. Sao dễ vậy? Giờ mình chị dí nha. Không chơi vậy nha. Chị với một tim không? Dí chị mẹo luôn. Chị với một tim. Chơi kỳ. Chị với một tim. Ok, bye bye. Ai đánh chuông vậy? Đánh chuông thì sao? Đánh chuông ồ ào quá, dí luôn. Ủa hả? Ủa em đây rồi, xem em qua. Nhảy. Ủa ai đang cầm bơm răng vậy? Ủa em hả? Em đang cầm bơm. Quên mất. Không hiểu luôn á. Giờ mày em thắng rồi nè. Ủa, em đâu? Ôi sao mà bà đi kìa, sao quánh tôi? Ủa? Kìa, chị đi kìa. Chị đi điểm quá, chị đi quá giờ vậy. Chị đi giữ quá em quánh chị. Em như lộn. Đâu rồi. Kìa, chị đi kìa. Hello, em đang xuống. Kẹt. Cho bắn ra ngoài. Mày chạy ra đi. Trời, có một bà răng mình đứng vậy. Mình đứng yên, mình đánh luôn. Tự nhiên chạy. Ủa, miễn sao tôi có thôi. Mấy người mắc cười quá. Đâu rồi. Bà răng là sao? Ôi. Kìa, chị đi giữ kìa. Yo.
Đúng rồi. Tức ghê. Sắp đảo ngược hết rồi. Trời, còn một gián nữa hơn hẳn rồi. Sao chơi giỏi ta. Còn một gián nữa thôi. Trời ơi. Cho mẹo tha. Đi, 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 nó lẹo chưa? Xíu nữa, xíu.